Tử vi tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Bính Ngọ là người có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và óc phân tích nhạy bén, sáng tạo. Bởi vậy, họ gặt hái được nhiều thành công trên con đường xây dựng, phát triển sự nghiệp. Đặc biệt, tuổi Ngọ mệnh thủy có tài kinh doanh, buôn bán và tổ chức, quản lý công việc. Nhưng khi ở độ tuổi 55, tuổi Bính Ngọ lại phạm phải hại thái tuế, khiến con đường sự nghiệp và tài vận đều trở nên khó khăn, sức khỏe và tình cảm cũng vì thế mà giảm sút. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ đến quý vị và các bạn về tử vi của các bác tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Bính Ngọ trong 6 tháng cuối năm 2021, vận trình của tuổi Bính Ngọ trong từng tháng, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu, để quý vị và các bạn có một năm bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của các bác tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Theo tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy, các bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 vừa phạm hại thái tuế, lại có kiếp tài rình rập, điềm báo tài vận sụt giảm mạnh, sẽ hao tốn tiền của. Nói về cơ hội làm giàu hay tăng nguồn thu nhập thì vẫn có, nhưng vì họa phá tài khá mạnh, các bác sẽ bị mất tiền cho người thân, bạn bè, họ hàng. Cộng thêm bản thân các bác cũng chi tiêu tùy hứng, không có kế hoạch rõ ràng. Đôi lúc tiền bạc như không cánh mà bay. Bên cạnh đó, các bác tuổi Bính Ngọ rất dễ gặp họa thị phi trong thời gian này. Sức khỏe cũng có vấn đề, chớ nên chủ quan. Đặc biệt, người xưa thường có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ át hư họa. Có nghĩa là với mỗi năm khi thái tuế đến thì ắt sẽ có việc đến theo. Thái tuế đến đâu thì phương đó nghi tĩnh, bất nghi động. Cho nên các bác sẽ hung họa khôn lường. Vậy nên để hóa giải, các bác hãy mang bên mình một thẻ kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế có hai mặt, mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó. Mặt sau có in lệnh phù thái tuế của năm, kèm theo những tuổi bị phạm thái tuế. Kim bài sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh. Từ đó các bác có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của các bác tuổi Bính Ngọ trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Tử vi của các bác tuổi Bính Ngọ nửa cuối năm 2021 dự báo nếu các bác vẫn đang đi làm thì đường công danh sự nghiệp không được suôn sẻ trong thời gian này. Các bác sẽ vì sự chủ quan và thiếu tập trung mà gây ra sai sót, dẫn đến họa thị phi, tiểu nhân quấy phá. Nếu đã đến tuổi về hưu và theo nghiệp kinh doanh, buôn bán tự chủ, thì sức cạnh tranh trong thời gian này sẽ tăng lên đáng kể. Khó triển khai những kế hoạch như những gì đã tính toán trước, không có lợi cho việc cải thiện hiệu suất, nâng cao doanh thu. Đó là lý do các bác sẽ nảy sinh tâm lý tiêu cực, thậm chí có thời điểm muốn buông xuôi, mặc kệ tất cả. Cho nên để có thể hóa giải vận mệnh, các bác tuổi Bính Ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất.
với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, giúp hóa giải thị phi, xua đuổi tiểu nhân quấy phá và hung tinh trong thời gian này. Từ đó mang lại cát lành, tài lộc và thuận lợi trong công việc. Đồng thời, pháp khí còn chiêu mời quý nhân che chở và giúp đỡ các bác phát triển trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi của các bác tuổi Bính Ngọ nửa cuối năm 2021 cho thấy vận trình tài lộc của các bác tuổi Bính Ngọ không như ý trong thời gian này. Tuy có cơ hội làm giàu, nhưng các bác thường bỏ lỡ hoặc không tận dụng được hết lợi thế vì lý do nào đó, hoặc cũng có thể vì cả tin mà sẽ bị cướp mất cơ hội. Việc chi tiêu trong thời gian này của các bác cũng cần phải tính toán cho thật khoa học. Chớ nên tin người thái quá, để rồi tiền mất, tật mang, ai xứng đáng chi tiền mới cho. Đồng thời các bác cần tránh việc xung tiền. Đồng thời các bác cần tránh việc vung tiền theo sở thích và hứng thú nhất thời, để tránh tiêu hao khoản tiền lớn. Ngoài ra thứ tài trong thời gian này không tốt, gây bất lợi cho các khoản đầu tư. Vì thế các bác cần phải hết sức thận trọng khi xuống tiền lớn kéo hậu quả khôn lường. Để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Bính Ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân tương trợ các bác trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh trong năm 2021. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Trong nửa cuối năm nhân duyên bất ổn, các bác tuổi Bính Ngọ lại phạm hại thái tuế, nên phương diện tình cảm, gia đạo khó mà cải thiện được như mong muốn. Vận trình tình cảm nhiều biến động, nếu vẫn còn độc thân hay đơn thân, đó lại là cơ hội tốt để các bác tìm được đối tượng phù hợp. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản, các bác cần phải cố gắng rất nhiều, bằng hết sức mới đạt được điều mà mình hằng mong. Nếu không, sẽ gặp nhiều cạnh tranh hơn và bản thân sẽ thua cuộc vì không tranh thủ được lợi thế từ trước. Vậy nên, để cải vận tình duyên thì các bác tuổi Bính Ngọ hãy sử dụng vòng tay, phong thủy, tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Vòng sẽ giúp kích hoạt vận đào hoa của các bác trong năm, từ đó có thể hóa giải xung khắc, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ với nửa kia, gia đạo yên ấm. Đồng thời sẽ giúp các bác còn đang độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe của các bác tuổi Bính Ngọ trong nửa cuối năm 2021 cũng không thể chủ quan. Thời điểm này, các bác sẽ mắc các chứng khó chịu về đường tiêu hóa, cảm cúm, sốt cao do thời tiết thay đổi, tiềm ẩn những mối nguy cơ tim mạch. Cho nên các bác cần kiểm soát cảm xúc thật tốt, tránh xúc động mạnh, kẻo sẽ bị đột quỵ. Ngoài ra, trong thời điểm này, các bác hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp các bác tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ, bảo vệ các bác. Khi mang theo pháp khí bên mình cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh, bảo vệ các bác trong năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của các bác tuổi Bính Ngọ trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của các bác qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Trong tháng 7 âm lịch, các bác tuổi Bính Ngọ vẫn cần phải quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình. Nếu thấy cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, các bác cần phải đi khám ngay, chứ chớ nên chần chừ, do dự, khiến bệnh trở nặng. Khi tham gia giao thông, các bác cũng cần chú ý quan sát. Nếu phải đi một chặng đường dài, thì tốt nhất là không nên cầm lái. Ngoài ra, trong công việc, có thể các bác sẽ gặp phải được những vấn đề không được như mong muốn, nhưng hãy coi đó là cơ hội để thể hiện bản thân với người làm lãnh đạo. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, các bác tuổi Bính Ngọ phải chịu một vài áp lực trong cuộc sống. Tài chính có dấu hiệu đi xuống, trong khi đó những việc cần chi tiêu lại không ngừng tăng lên. Do đó, các bác cần tiết chế, tránh mua những món hàng không thực sự cần thiết. Ngoài ra, với các bác tuổi Bính Ngọ đang làm đầu tư, cũng tránh đưa ra quyết định vội vàng trong thời điểm này. Bởi nếu vậy thì các bác rất dễ rơi vào cảnh thất thoát tiền bạc. Trước khi có ý định rót vốn vào đâu đó, các bác cần xác thực độ đáng tin cậy của thông tin, đồng thời nhìn nhận rõ thực lực của mình cũng như hoàn cảnh trước mắt. Thứ ba,
tử vi tháng 9 âm lịch. Về tổng thể, vận trình của các bác tuổi Bính Ngọ trong tháng 9 âm lịch khá ổn định. Sự nghiệp có những bước tiến nhất định, nhưng cố gắng từ trước đến nay của các bác đã được công nhận, thậm chí còn có cơ hội được cất nhắc. Tinh thần làm việc hăng hái, tích cực cũng sẽ giúp các bác đạt được nhiều kết quả bất ngờ trong khoảng thời gian này. Chính nhờ những dấu hiệu tích cực trong công việc nên tiền bạc cũng gia tăng. Với các bác tuổi Bính Ngọ đang làm công ăn lương thì sẽ có cơ hội được thưởng nóng. Trong khi đó, một số bác đang làm đầu tư, kinh doanh thì thời điểm này sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn để mở rộng quy mô, xây dựng mối quan hệ với các đối tác. Tử vi tháng 10 âm lịch. Các bác tuổi Bính Ngọ không đạt được nhiều thành công trong tháng này, song cũng không vướng phải nhiều rắc rối. Trên cơ bản, các bác hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nên trạng thái tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn trước đó. Các bác cần lưu ý tập trung hơn trong công việc, chớ nên để thời cơ trôi qua một cách đáng tiếc, chỉ vì mình lơ là, không chú ý. Ngoài ra, tình hình kinh tế không được khả quan trong thời điểm này, do bởi mức lương hoặc mức lợi nhuận không gia tăng, nhưng các bác lại có nhiều vấn đề cần phải chi tiêu. Tử vi tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch, các bác tuổi Bính Ngọ không gặp được nhiều may mắn do chịu tác động của cục diện tương xung. Công việc nặng nề khiến các bác thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, áp lực, thậm chí có ý định từ bỏ. Hãy cố gắng quyết tâm vượt qua giai đoạn này, rồi mọi chuyện sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó. Thứ 6, tử vi tháng 12 âm lịch. Bước vào tháng cuối cùng của năm 2021, vận trình của các bác tuổi Bính Ngọ vẫn không được thuận lợi. Các bác cần chú ý đề phòng những kẻ đột nhiên tiếp cận, ra vẻ thân thiết đối với mình. Ngoài ra, với tính cách thất thường, nóng nảy, các bác cũng không thích hợp để đầu tư vào thời điểm này, nhất là với những hạng mục lớn và quan trọng. Tốt nhất, các bác hãy dành thêm thời gian để xem xét vấn đề, đồng thời tăng cường thêm vốn hiểu biết cho mình. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Bính Ngọ trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và lá số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất, sao hạn các bác tuổi Bính Ngọ. Trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu, bác trai tuổi Bính Ngọ bị sao Thổ Tú chiếu mệnh. Thổ Tú là hung tinh, thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng thị phi, có kẻ ném đá xấu tay, sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 âm lịch. Còn với bác gái tuổi Bính Ngọ cũng đen đủi không kém khi bị sao Vân Hán chiếu mệnh. Người xưa thường nói, khi gặp sao này chiếu mạng, công việc ở mức trung bình. Thời điểm này các bác sẽ dễ vướng khẩu thiệt, phong thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sau này bất lợi nhất là vào các tháng 2 âm lịch, bác gái nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Bên cạnh đó thì cả các bác tuổi Bính Ngọ đều gặp hạn ngũ mộ trong thời điểm này. Gặp hạn ngũ mộ về hao tài, bất an, cho nên các bác không được tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ, kẻo gặp tai bay, vạ gió, mất mát tiền của. Mua đồ cẩn thận, kẻo mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Thứ hai, luận hung các niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của các bác thời gian này gồm có các sao Thiên Việt, Nguyệt Đức, Đào Hoa, Thiên Chú, báo hiệu vận quý nhân và Đào Hoa Vượng, có lộc ăn uống, còn có tử phù gây đau yếu. Cung tam hợp thì gồm có những các tinh Thiên Khôi, Hồng Loan, Thiên Đức, Thúc Vượng Đào Hoa và Quý Nhân. Hung tinh Cô Thần, Quả Tú, Kình Xương, Kiếp Sát, Thiên Không, Hối Khí lại gây bất lợi về tình cảm, đề phòng tai nạn bất ngờ hoặc gia đình có chuyện buồn. Cuối cùng là cung xung chiếu thì có văn tinh tốt cho học hành, thăng tiến và mệnh phù gây bất lợi cho sức khỏe. Vừa rồi quý vị và các bạn đang nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của các bác tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy
Để cảm nhận được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.